như con nhện từ từ giăng tơ kết thành mạng lưới đẹp mắt. Thế giới tự nhiên này sáng tạo nên vạn vật trong thế gian, vẻ đẹp đó là vô cùng vô tận. Từ nay trên mọi lối mòn quanh co khắp thế gian này đều có pháp âm của bậc giác ngộ Tuyên Dương lưu chuyển, con người đều sẽ tỉnh ngộ thôi. Bất kỳ ai muốn nghe chân lý thì cánh cửa chánh pháp của chúng ta luôn rộng mở, chào đón họ. Và không vì chủng tánh của họ mà có sự phân biệt. Đây là cuộc cải cách khiến nhân loại kinh ngạc. Ngàn vạn năm nay cũng vì của cải, chủng tánh, địa vị mà giữa người với người luôn áp bức lẫn nhau. Giờ đây bất cứ ai cũng có quyền học hỏi chân lý vô thượng, giống như chúng ta vậy. Điều là ảo tưởng, điều là giả dối. Người đời quả thật xấu xa cùng cực. Thả tôi ra! Thả ra! Thả ra! Thả ra! Ông là ai? Sao lại cản tôi? Mạng sống của tôi có quyền. Không đâu. Quyền lợi sinh mạng của bạn thuộc về mẹ cha của bạn. Đó là người sinh ra bạn và người nuôi dưỡng bạn lớn lên. Cha và mẹ của bạn, bạn nợ họ rất nhiều. Sinh mạng của bạn không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về họ nữa. Đứng lên nào. Bạn chỉ nông nổi nhất thời thôi, bây giờ đã thấy ổn hơn chưa? Không phải nông nổi, mọi thứ con đều không thiếu. Niềm vui, của cải, thành công, con muốn gì là được đó. Nhưng chúng thay đổi chóng vánh. Con nhìn vào lòng của mình, chỉ thấy một màu đen tối tận cùng, chỉ có hương vị khổ đau, chỉ có cô liêu cùng với trống vắng. Con không biết bản thân đang sống vì điều gì nữa. Khi tâm chúng ta có ý mong cầu, chúng ta đều cho rằng nếu đạt được nó nhất định sẽ rất vui. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực thì lúc đó trong lòng chúng ta lại trống vắng. Bạn có biết tại sao không? Sanh khởi dục vọng cũng giống như đang ước mơ một điều gì đó. Một khi đạt được rồi, nghĩa là ước mơ từ bấy lâu nay mình trông đợi không còn. Sự chống vánh của sinh mạng như nước chảy qua kẽ tay. Vì vậy đời người không có gì là chắc chắn, đúng không ạ? Đúng vậy. Hãy quên đi những dục vọng hư ảo của thế gian. Quên đi sự sống chết của bạn, bởi nó không đem đến cho bạn bất cứ lợi ích gì. Dù bạn sợ hãi trước sự biến mất của sinh mạng này, trước hết hãy phủ nhận sự tồn tại của nó, rồi tìm một cái tôi ẩn giấu bên trong. Ngài là ai? Làm sao ngài biết được những điều đó? Con chưa từng gặp được ai có trí tuệ giống như ngài. Ta vẫn luôn đứng ở nơi đây, nhưng bạn không hề chú ý đến sự hiện diện của ta. Đôi mắt bạn chẳng khác nào người mù, trước mặt chỉ toàn là bóng đen thôi. Cái thấy của con người đều do tâm chọn lựa thôi. Ngài nói rất đúng. Ngài là một tâm hồn vĩ đại, còn con rất đau khổ, không nhìn thấy được điều gì khác. Con tên là Yasa, vốn là con trai của một gia đình giàu có. Cuộc sống của con không thiếu bất cứ thứ gì. Con đam mê hưởng lạc, thậm chí chơi bời vô độ. Nhưng trong lòng của con vẫn trống rỗng khổ đau, càng ngày càng mất hết tinh thần,
biết bao nhiêu người trong thế gian phải chịu đau khổ vì vật chất. Cuộc sống của họ nghèo khó, ăn mặc thiếu thốn, chịu đủ mọi điều bất công. Có nhiều người khổ đau về mặt tinh thần. Hãy nhìn xem xung quanh mình đi ra xa. Thật là đẹp quá. Khi bạn muốn nhảy xuống dưới vực sâu kia, tại sao không để ý đến cảnh sắc tươi đẹp trước mắt? Vì cô không còn tâm tư để tận hưởng cảnh đẹp, chỉ nghe thấy âm thanh của sự khổ đau nên không để ý tới. Bây giờ bạn đã bình tâm trở lại, có thể kiểm soát được mình, mà thế giới tự nhiên này không hề thay đổi. Chỉ có nhận thức của bạn thay đổi thôi. Bất cứ cái gì quá độ, ngay cả niềm vui, cuối cùng cũng là sự khổ đau. Do đó, phải giữ vững lý trung đạo, như vậy bạn sẽ thấy rõ bản chất sự vật, đạt được sự an tịnh vô hạn. Con có thể làm đệ tử của ngài không? Cuộc sống của chúng ta vô cùng đơn giản, lấy đất trời làm giường chiếu. Hàng ngày thì phải đi khất thực để sống. Con đã quyết định. Dù không có của cải, nhưng lại tràn đầy trí tuệ. Tất nhiên là có thể. Hết thảy chúng sanh trong thế gian này đều có quyền học theo chân lý tối thượng. Chỉ cần có thể mạnh dạn để tiến bước. Lòng con đã quyết. Con có thể tự chặt đầu mình không? Con lúc nào cũng sẵn sàng thưa ngài. Ta nói chặt đầu ở đây chẳng qua chỉ là một thí dụ. Ý ta nói chặt đầu có nghĩa là chặt đứt lòng ngạo mạn của con, giao hết thân tâm của mình cho đạo sư. Thí chủ xin người bố thí. Thí chủ xin người bố thí. Ông không lo lao động thì chỉ được ăn cháo loãng mà thôi. Muốn ăn cơm á thì ra đồng làm việc đi. Chúc thí chủ phước lành. Hành vi của ngài quả thật rất khác thường. Người phụ nữ thô lỗ với ngài như vậy, vậy mà ngài vẫn ban phước cho cô ta. Ngài đúng là biểu tượng của hòa bình. Tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, tất cả đều nhờ thầy tôi dạy bảo thôi. Thầy của ngài là ai vậy? Là Đức Sakyamuni Buddha. Ngài có thể dạy tôi được điềm nhiên an định giống như ngài không? Để tôi dạy cho ngài. Thực ra hiện giờ tôi cũng đang không ngừng học tập. Buddha thường dạy giữ vững lý trung đạo. Giữ được trung đạo sẽ không rơi vào trong đau khổ nữa, trái lại cũng không chìm đắm trong niềm vui. Trung đạo ấy ở đâu? Sakyamuni Buddha nói mỗi người đều có thể làm được. Chỉ cần thức tỉnh, liền thấu hiểu được những điều này. Đó là cánh cửa để đi vào chân lý vô thượng. Hết thảy chúng sanh trong thế gian đều là muôn hình dạng trạng của chân lý. Chúng ta cũng xuất hiện trong những hình trạng đó, rồi sau đó chúng ta lại biến mất bằng một hình trạng khác. Ngài ấy đã giải thích chân lý nhiệm hồn một cách đơn giản như vậy. Xin ngài hãy nói nhiều hơn chút nữa đi. Những điều này đều là do Buddha chứng ngộ. Hết thảy tất cả chúng sanh đều mang trong mình một kho tàng chân lý. Do đó chúng ta chắp tay kính chào. Dù rằng điều này trong thế gian khó được chấp nhận, nhưng phương pháp ấy đã truyền đạt một thông điệp. Chân lý trong tâm tôi tương ứng với chân lý trong tâm bạn. Cho dù
bạn có ý thức được hay là không. Đạo sư của ngài có thu nhận tôi làm đệ tử không? Có chứ. Bây giờ tôi cùng đi gặp thầy của ngài Sakyamuni Buddha. Moggallana, Moggallana ơi, tôi đã tìm được người mà lâu nay chúng ta muốn tìm kiếm, là Sakyamuni Buddha. Ngài ấy nói cánh cửa chân lý nằm ngay trong tâm của mỗi chúng ta. Ngài ấy đã tự thực hành và chứng nghiệm, không phải chỉ nghe người khác nói rồi tin đâu nha. Tất cả đều bắt nguồn từ kinh nghiệm cuộc sống. Vậy còn chần chờ gì nữa bạn của tôi? Hãy nhanh lên đi gặp ngài ấy. Sư huynh à, chúng ta cần phải tiếp tục tu hành, đến quy y với Sakyamuni Buddha để học tập theo chân lý vô thượng. Nhìn thấy vẻ mặt xúc động của bạn như vậy thì giống như là đã tìm được kho báu rồi phải không? Tôi cùng đi với bạn. Chúng con còn muốn đi nữa. Chúng con muốn đi. Nếu chúng ta đều đi hết thì ai ở lại rừng tịnh tu đây? Vậy chúng ta phải làm sao đây? Tốt nhất hãy đến xin phép và được sự đồng ý của thầy. Thầy dạy sao chúng ta làm theo vậy. Thế nào, đi thôi, chúng ta hãy lên đường. Đi thôi. Các bạn đợi ở đây nghe. Chúng con thỉnh an thầy. Sao đột nhiên các con lại muốn gặp ta vậy? Có việc gì quan trọng sao? Thưa thầy, Sakyamuni Buddha đã đến xứ Magadha rồi. Chúng con tin rằng ngài ấy có thể giúp chúng con chứng được đạo giải thoát. Xin thầy cho phép chúng con muốn đến chỗ ngài ấy. Chúng con phải thưa thầy. Các con đã muốn đi sao? Ta còn muốn để con và Moggallana tiếp quản công việc ở rừng tịnh tu này. Mọi việc đều do các con làm chủ. Ta sẽ không đưa ra bất cứ ý kiến nào. Thưa thầy, chúng con muốn rời xa nơi này. Mong thầy đừng đem trách nhiệm của rừng tịnh tu để ràng buộc chúng con. Chúng con tin chắc rằng đương theo Sakyamuni Buddha, chúng con có thể thành tựu cảnh giới tu tập cao hơn. Khu rừng tịnh tu này mới là của các con. Thưa thầy, con cầu xin thầy cho phép chúng con rời khỏi rừng tịnh tu này. Thôi được rồi, các con hãy đi tìm chân lý cao tột đó đi. Sự ban phước của ta luôn đồng hành cùng các con. Bạch đạo sư, quân ấy là Sariput, còn đây là Moggallana. Họ đã rời đại sư Sanchaya, muốn đến đây để làm tỳ kheo đệ tử của ngài. Họ còn đưa bạn bè của họ tới đây nữa. Các vị đến đây với ta. Thầy các vị là Sanchaya, chắc chắn rất buồn. Chúng con đã được sự đồng ý của ngài ấy rồi. Một tấm lòng rộng lớn biết bao. Chúng con chưa có được chút trí tuệ nào, nên khi biết tin ngài đến đây, chúng con đều nghĩ rằng ngài có thể giúp chúng con đạt đến giải thoát. Gặp được ngài, chúng con đã nhìn thấy được ánh sáng mà mình đang mong cầu. Xin ngài đừng từ chối chúng con. Xin hãy thương xót chúng con. Khi các vị đã cất bước đi đầu tiên, thì ta chắc chắn sẽ dìu dắt che chở cho quý vị trên bước đường gian khổ ấy. Bạch Thế Tôn, trong thiền định ngài đã đạt được những gì? Ta không đạt được gì cả. Chỉ là ta xa lìa sân hận, thoát ly nỗi buồn. Ta không còn cảm giác âu lo. Ta cũng không sợ hãi.
không sợ già yếu và chiến thắng được cái chết. Này các thầy tỳ kheo, những gì ta quan tâm đó là tất cả mọi điều chánh hạnh. Một đốm lửa cháy trong rừng, để duy trì ngọn lửa thì ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt hết mọi thứ trên đường nó đi qua. Thiêu đốt càng nhiều thì tất nhiên ngọn lửa ấy sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Và hạnh xấu ác cũng như vậy thôi. Phẫn nộ, u sầu, tham, sợ, chúng lợi dụng nhiên liệu trong chúng ta, dựa vào nhiên liệu đó để bùng cháy không dứt. Ngọn lửa thù hận và tham lam cháy mãi không tắt, cho đến khi chúng ta giải thoát ra khỏi sự luân hồi. Giả sử có người chỉ để mắt đến sự hưởng thụ vật chất trong cuộc sống, họ ra sức kiếm được thật nhiều tiền tài, nhưng mà trong lòng người ấy cứ bị ràng buộc trong mâu thuẫn, càng lún càng sâu không bao giờ biết đủ. Trong lòng lo toan, ngày đêm không yên giấc. Một khi của cải ấy mất đi thì phải làm sao? Nếu như có người chặt đứt được những ràng buộc đó, người ấy không cần phải lo lắng cho tương lai của mình, cũng không cần mang trên vai gánh nặng của quá khứ, bình thản tự do, chánh niệm trong hiện tại, giữ vững lý trung đạo, cuối cùng lãnh hội được niềm an lạc đích thực của thế gian này. Ngài là Sanjaya, thầy của Sariputta và Moggallana. Sao ngài biết? Kể từ sau khi các học trò của tôi làm tỳ kheo của ngài, tôi vẫn luôn mong được gặp mặt ngài. Tôi có vài câu hỏi, ngài có thể trả lời giúp tôi được không? Đương nhiên. Pháp ngài đang truyền dạy là gì? Pháp ấy nương theo nguyên tắc nào? Theo cá nhân tôi mà nói, tôi không tin và cũng không nương theo bất cứ nguyên tắc nào. Ngài xác định ngài thật sự không tin cái mà chúng ta gọi là nguyên tắc sao? Ngài tin rằng ngài có thể sống như vậy mà không cần tới tín ngưỡng gì sao? Ngài đang chơi trò bắt chữ à? Không đâu. Đây là trò chơi trí tuệ của ngài. Tôi có tin ngưỡng hay không tin ngưỡng không phải là vấn đề. Bây giờ tôi đang hỏi đến nguyên tắc của ngài. Nếu như một người nào đó trước sau luôn tuân thủ nguyên tắc nào đó, thì cuối cùng người ấy cũng sẽ đánh mất sự tự do của tâm linh, trở nên cứng nhắc, thiếu linh động. Còn nếu như mù quáng tuân theo những thành kiến ấy, cho rằng tín ngưỡng của mình mới là chân lý, rồi phủ nhận toàn bộ cái khác, lúc này sự tự do của tư duy hoàn toàn không hề tồn tại nữa. Chỉ còn lại một loại kiến giải chiếm lĩnh, tâm niệm của con người bị khống chế và xung đột, rồi phản đối, cũng theo đó mà tự nhiên xuất hiện. Sự tin tưởng mù quáng, thậm chí không có tín ngưỡng, lại càng bị khống chế hơn nữa. Tư duy là năng lượng vô cùng lớn, nó có thể hoàn toàn khống chế lấy bạn. Nhưng với ý niệm chấp chặt như vậy, đó chính là chướng ngại lớn nhất trên con đường tu hành. Nếu như bị nó trói chặt,
thì cánh cửa chân lý không bao giờ có thể mở ra được. Nếu mọi người làm theo lời ngài dạy, có còn bị trói buộc nữa hay không? Những gì ta giảng dạy đều bắt nguồn từ chứng nghiệm của bản thân. Con đường của ta dạy không phải là nguyên tắc, cũng không phải thánh điển triết lý, chỉ là sự cảm nhận thuần túy, và đó cũng là chân lý vô thường. Nhưng thưa ngài, nếu như con người xem con đường của ngài là nguyên tắc thì sao? Con đường của ta là dành cho sự thực hành, không phải để dựa dẫm sùng bái, hoặc là bản thân không thực hành một cách thực tiễn. Tất cả những tri thức của ta giống như một chiếc bè vậy. Chiếc bè đó có thể dùng để qua sông, nhưng sau khi chúng ta đã dùng chiếc bè qua được sông rồi, thì liệu chúng ta có cần đội nó trên đầu để mang theo chiếc bè đó hay không? Xin cho con được chạm chân kính lễ ngài, nhưng vẫn còn một cảm giác khiến con chưa thể cúi đầu. Tình cảm được chia làm ba loại: vui mừng, buồn đau và tĩnh lặng. Ba thứ tình cảm này luôn có mặt trong cơ thể và tư tưởng của chúng ta. Tình cảm như ngọn sóng trào dâng, rồi sau đó trở về với sự tĩnh lặng. Ta cho rằng, trước hết, hãy quán xét mức độ của tình cảm, am tường và thấu hiểu, tìm ra được chúng từ đâu đến. Cho dù là vui hay buồn, đều phải tìm ra nguồn gốc của chúng. Khi đã tìm ra nguồn gốc của chúng rồi, sẽ phát hiện ra rằng, hết thảy mọi thứ đều là không. Cái không mà chúng ta nói giống như bầu trời xanh bao la, tuy rỗng rang không thấy gì, nhưng lại bao trùm hết thảy mọi dạng vật, giống như một tấm màn lớn. Cứ tiếp tục nương theo đó để mà tu tập, từ từ ông sẽ nhận ra những ngọn sóng trước đây sẽ dần dần chìm lắng. Một sự tịch tịnh vô thượng hiện hữu trong sâu thẳm nội tâm sẽ không còn bị dao động nữa. Quán chiếu sâu vào bên trong, liền nhận ra đâu là sai lầm. Cái kiên cố, khó lay chuyển nhất cũng chính là cái mềm yếu dễ dẫn. Mà vô minh chính là cội nguồn của tất cả phiền não. Sự thấy biết của ta là nhờ vào thiền định. Thiền định có thể dẹp tan vô tri. Ngoài thiền định, sự cầu cúng, khổ hạnh nhịn ăn, hay là hiến tế, hoặc những hình thức khác đều không thể đạt được. Ông đã ngủ mê bao lâu rồi, Sanjaya? Hãy tỉnh lại, đứng thẳng lên và hãy nhận ra chính mình. Kính thưa Buddha, ngài chính là tấm gương của con. Trò chuyện với ngài xong, lần đầu tiên con nhận ra tín ngưỡng của con thật nông cạn. Ngài đã giúp con không còn tiếp tục sống trong sự mù quáng. Xin cho con được gia nhập vào hàng ngũ tỳ kheo của ngài. Con xin quy y theo Buddha. Con xin quy y theo giáo pháp của ngài. Con xin quy y theo đoàn thể tăng già. Buddham Sharanam Gacchami.
Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Ở đây xảy ra chuyện gì à? Các người ngây thơ quá đi. Đều bị họ lừa gạt hết rồi. Ai đã lừa gạt chúng tôi chứ? Đương nhiên là Buddha và tỳ kheo của ông ta chứ ai. Bọn ta chỉ muốn thử họ chút thôi. Mỗi ngày bọn họ đều đến xin các người bố thí. Nhưng họ là thánh nhân mà. Thánh nhân cái gì chứ? Hôm nay chúng ta cứ thử xem bọn họ có tài cán gì. Nếu như không có thì bọn họ phải cút khỏi thành Rajagaha này. Được, nhưng phải cẩn thận đó. Các thầy tỳ kheo đến rồi. Lại đây, các tỳ kheo. Lại đây, chúng tôi đang chờ các ông đây. Hoan nghênh, hoan nghênh. Ông nhìn đi, trên ngọn cây tre này có một cái bát bằng gỗ trầm hương. Nếu các ông lấy nó xuống đây được mà không chạm vào cây tre thì sẽ nhận được tất cả tiền bố thí, bằng không thì đừng hòng. Chúng tôi xin lỗi. Sao vậy các thầy tỳ kheo? Trước mặt mọi người chẳng phải các ông tự cho mình rất thần thánh sao? Việc nhỏ bé này có khó gì đâu hả? Đương nhiên là bọn họ không làm được rồi. Đúng là những tên lừa bịp thôi, chỉ giỏi khoa môi múa mép. Không đâu. Bọn chúng không phải là những kẻ lừa bịp, mà là những tên hèn yếu nhu nhược. Bằng không thì tại sao tỳ kheo phải đi lang bạc khắp nơi như vậy? Anh có biết thầy của bọn họ là ai không hả? Chính là Buddha, là một tên đạo sư lừa bịp. Giữa đêm bỏ vợ con chạy trốn một mình vào rừng. Không sai. Đủ rồi, các người không được quyền sỉ nhục đạo sư của chúng ta. Ngay cả hạt bụi dưới chân ngài các người cũng không sánh bằng. Không phải ông muốn xem thần thông của chúng ta sao? Không cần chạm vào thân tre này, ta cũng có thể lấy bát gỗ trầm hương kia xuống. Buddha của chúng ta dạy rằng thần thông không phải dùng để thể hiện cho người ta thấy. Nhưng chúng ta phải đáp trả lại sự vu khống của họ. Tôn giả ơi, thưa Tôn giả, xin ngài tha thứ cho chúng tôi. Tôi tha thứ cho các anh. Thánh nhân ơi, xin cho chúng tôi biết tôn danh của ngài. Ratabuta. Khoan đã, thánh nhân ơi, mong ngài hãy nhận lấy chiếc bát này, bằng không thì làm sao tin được rằng ngài đã tha thứ cho chúng tôi đây. Xin ngài hãy nhận đi. Ratabuta. Bây giờ họ không tin vào chánh pháp, lại đi sùng bái cá nhân, không quan tâm đến chánh pháp, chuyển qua sùng bái sự thần kỳ. Từ nay về sau, nếu có tỳ kheo hiển bày thần thông trước người khác, người đó không thuộc tăng đoàn của ta, cũng không còn là đệ tử của ta nữa. Xin ngài tha thứ. Họ đã chửi mắng con, sỉ nhục con, con đều không quan tâm đến. Nhưng họ sỉ nhục ngài, con không thể nào nhịn được. Cho dù là họ có phê phán ta, sỉ nhục ta, nói xấu ta, hay làm bất cứ điều gì đi nữa, ta cũng không để bụng. Tại sao thầy lại nóng giận với họ? Chúng ta dẫn dắt họ tìm đến chân lý. Nếu các thầy tỳ kheo chỉ lo hiển bày thần thông, sẽ khiến cho mình lạc mất phương hướng.